Rồi mời các bạn tiến dịch vào đây. Đấy, như vậy là chúng ta đang ở cái khu làm việc của một đơn vị của Contact Center. Contact Center ấy thì chia ra làm 4 đơn vị con, tương ứng với 4 chữ mega đây. Chữ B đúng không? Các bạn xem clip hôm nay, nếu ai còn nhớ đúng không? Là chữ B ấy là bạn mọi người. Chữ K là không nói không. Chữ A là áo đen đúng không? Và chữ B là ngồi. Đấy, ta có 4 đơn vị con đấy. Thì mỗi một đơn vị con này cũng có một cái chức năng vụ riêng của đơn vị đấy. Thế thì ở dưới này thì đây là đơn vị B. Đơn vị bạn của mọi người. Tại sao là bạn của mọi người? Bạn của mọi người là gì? Là khách hàng họ đăng ký mua VKB. Thì tất cả những khách hàng đấy, VKB quan niệm đấy là bạn VKB. Đôi khi trong số những khách hàng đăng ký đấy có những người người ta thực hiện thôi. Người ta muốn xem là ông này không biết là ông bán thế nào, đăng ký thử. Nhưng mà không sao cả, khi gọi xuống hỏi anh là anh ơi, anh có mua thẻ, mua bao nhiêu thẻ. Thế thì người ta có thể bảo là tôi không muốn mua, tôi chỉ muốn thử thôi. Thế không sao cả, người đấy cũng là trở thành bạn của VKB. À, chúng ta tiến vào đây một chút nữa. Đây mời các bạn đến dịch hẳn vào đây. Bạn có thể chiếu thẳng cái kia rồi ta sẽ điều chỉnh cho các bạn xong. Đây là anh mời anh chụp tay rồi chút chưa? Rồi đúng, chúng ta đứng ở đấy thôi, không lại xa quá. Rồi thôi các bạn đứng ở đấy chưa? Bây giờ đang có cái giờ giải lao cho nên là 10 giờ, cho nên nhạc nó đang kêu ở Mỹ trong vòng 15 phút là chỉ có quần áo gì đúng không ạ? Thế thì chúng ta đang ở khu vực là chữ thẻ của VKB. Thế thì tất cả những cái khách hàng mà người ta đăng ký qua mạng, đăng ký qua phần mềm VKB để mà mua thẻ. Thế thì các bạn B ở đây, các bạn là chính là những người gọi điện trong đơn vị bạn của người gọi điện đến cho khách hàng. Thế thì sau khi gọi điện cho khách hàng thì sẽ hỏi khách hàng rằng là anh ơi, anh muốn chuyển thẻ với địa chỉ nào, anh muốn mua bao nhiêu cái. Các bạn sẽ thấy rằng là mời em mời các bạn kiểm dịch một chút. Giúp qua đứng dịch vào đấy. Thế thì sau khi mà khách hàng người ta, bởi vì là các bạn hình dung là sau khi mà gọi cho khách hàng ấy thì có rất nhiều những vấn đề nó có thể xảy ra. Thế thì tất cả các bạn B đã được chuẩn hóa để mà đảm bảo cái việc trao đổi với khách hàng là diễn ra hiệu quả và nhanh chóng. Vì sao? Bây giờ mình lấy ví dụ là khi mà hỏi khách hàng là anh ơi, anh muốn chuyển thẻ địa chỉ thẻ, muốn nhận thẻ địa chỉ nào. Nếu mà đơn thuần đã chỉ hỏi như thế thôi ấy, thế thì khách hàng sẽ bảo là cái địa chỉ mà người ta làm việc. À xin lỗi, cái địa chỉ mà người ta thân thiện nhất. Đúng không? Thường là địa chỉ nhà của mình. Nếu mà như thế thì khi mà nhân viên chuyển phát họ chuyển đến vào địa chỉ nhà ấy, thì thông thường vào thời chuyển phát là sẽ vào trong cái giờ hành chính đúng không ạ? Thì chuyển đến đấy vào giờ hành chính thì cái người ấy, người ta khách hàng người ta đi làm rồi, không có ai nhận. Mà chuyển phát ở đây các bạn hình dung rằng là đây là chuyển COD. Chuyển COD có nghĩa rằng là gì? Tức là cash on delivery. Tức là khi mà giao được hàng ấy thì mới nhận tiền. Đúng không ạ? Thế thì nếu mà khách hàng không có mặt ở đấy thì bưu điện họ sẽ trả về, đúng không ạ? Bởi vì là họ sẽ đặt giấy hẹn, nguyên tắc là sẽ đặt giấy hẹn là 2 tuần sau khách hàng không đến lấy ở bưu điện ấy, thì cái gói này sẽ bị trả về. Mà các bạn hình dung là một lần gửi đi một bộ kit như này mà COD là dịch vụ chuyển phát đảm bảo, chuyển phát nhanh đảm bảo, mình có thể nói luôn là 22.000 cho một cái địa điểm tiêu biểu. Nếu mà khách hàng không nhận trả về cũng 22.000 tiếp, như vậy là 44.000 lãng phí. Mà chưa kể là khách hàng người ta đang có nhu cầu đúng không ạ? Có thể là người ta đang bị virus tàn phá, người ta rất muốn sử dụng. Mà đây chuyển đi là mất 2 ngày, chuyển về mất 2 ngày, 4 ngày. Confirm này kia mất 1 ngày nữa, 5 ngày. Chuyển tiếp một lần nữa là mất thêm 2 ngày nữa là 7 ngày. Thế là toi rồi, người ta là bức xúc rồi, đúng không ạ? Vậy thì cái việc mà trao đổi với khách hàng làm sao cho hiệu quả thì cũng đã được chuẩn hóa. Trong cái tình huống mà hỏi địa chỉ đấy, các bạn đã được chuẩn hóa cái kịch bản gọi hỏi rồi. Là sẽ phải hỏi rằng là anh muốn nhận thẻ trong giờ hành chính tại địa chỉ nào. Nó khác nhau mỗi cái chữ trong giờ hành chính thôi. Các bạn hình dung là có rất nhiều những cái thứ nhỏ như vậy mà BKB đã qua quá trình làm việc thì đã phát hiện ra là thấy rằng là phải cải tiến để cho nó tốt hơn, để cho cái dịch vụ của mình tốt hơn, nhanh chóng hơn cho khách hàng, hiệu quả hơn cho khách hàng. Thế thì sau khi mà confirm xong với khách hàng thì các bạn có thể thấy rằng là đây là một cái gói COD. Thì sau khi mà in ra thì nó có những cái lượt in một ngày thì thông thường là các bạn chỉ in vào 4 lượt. Và in xong thì các bạn sẽ chuyển xuống những cái chỗ
và sẽ có nhân viên bưu điện họ hàng sáng họ đánh ô tô đến để họ chở những cái thẻ đấy đi. À, có thể chia sẻ với các bạn một cái thông tin rằng là các bạn có thể hình dung là 800 con người làm việc đúng không ạ? Rồi 6 văn phòng đúng không ạ? Rồi chi phí về điện thoại mình có thể tiết lộ cho các bạn là đến 500 triệu tiền điện thoại một tháng. Chi phí lương, chi phí về thưởng, chi phí về truyền thông, tức là đường internet nữa, đấy là điện thoại thôi, những viễn thông khác. Tất cả các chi phí đấy lấy từ đâu ra? 80% là chi phí bán thẻ. 80% là chi phí bán thẻ. BKV Pro cho khách hàng end user đầu cuối. Đây. Và bưu điện họ sẽ chuyển lên. Các bạn có thể nhìn thấy đây là những cái địa chỉ mà không có BKV Express, là một đơn vị mà do BKV tự thiết lập. Lý do tại sao? Bởi vì là các bạn biết rồi đấy, bưu điện họ chuyển ấy thì đúng không ạ? Tức là rất đôi khi là họ sẽ kết hợp với cộng tác viên, và những người đấy người ta không được chuẩn hóa trong cái cách chức làm việc. Và đôi khi họ đến với khách hàng, ông có lấy không? Không lấy thì tôi để giới hạn. Tức là thái độ đối với khách hàng đôi khi là nó không được chuẩn, bởi vì nó rất là rộng đúng không? Các bạn hình dung 63 tỉnh thành nó rất là rộng và không thể kiểm soát được hết tất cả những cái thái độ với cả cái cách thức làm việc của những cái nhân viên chuyển phát đấy. Chính vì thế mà BKV đã rất nhiều lần là yêu cầu bên bưu điện là họ điều chỉnh cách thức này kia, nhưng mà họ rất cố gắng rồi, bởi vì BKV có thể chia sẻ với các bạn là đối tác đầu tiên và lớn nhất đến bây giờ, từ đầu đến bây giờ là về cái dịch vụ là chuyển phát giao tiền, chuyển phát lệ tiền lớn nhất của Việt Nam luôn, cực kỳ lớn đấy, và đã điều chỉnh cái cách thức làm việc của bưu điện. Nhưng mà họ điều chỉnh nhưng mà họ rất cố gắng thôi, nhưng mà họ cũng không kiểm soát hết được, bởi vì là họ là một cái doanh nghiệp của nhà nước, các bạn hình dung đấy. Thế thì hiện nay BKV đã xây dựng ra, lúc nãy anh nhiều có chia sẻ đấy, là đội BKV Express ở Hà Nội, ở Hồ Chí Minh, ở Hải Phòng, ở Đà Nẵng, và hiện nay đang mở ra ở Quảng Ninh, ở Cần Thơ và rất nhiều đơn vị khác, rất nhiều địa phương khác, để mà mình tự coi như áp một cái gọi là cái tiêu chuẩn chất lượng của mình, các bạn hình dung là như vậy. Đấy. Rồi.